thì Nhung lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn về cái dòng xe Honda Vario mẫu tay ga đang được ưa chuộng nhất năm 2020 nha. Và đặc biệt là hôm nay Nhung sẽ giới thiệu về hai cái màu tem mới của 2020 mà của cái dòng Honda Vario 125 á ha. Thì bên cạnh Nhung là chiếc Honda Vario 125 màu đỏ. Màu này thì ở trong cà vẹt ghi là màu đỏ đen ha. Màu này là màu zin của nhà máy luôn. Thì hiện tại cái màu này thì là đỏ bóng ha các bạn. Phần trước thì màu này thì khá là đẹp ha. Phần trước thì có một chút cảng bạc này. Bên cạnh thì có chữ tem Honda này ha. Ở đằng sau xe thì có tem chìm là chữ Vario 100 Vario thôi ha. Đây thêm một chữ nữa. Như vậy nữa ha. Cái phần nẹp sàn chân của Vario 125 thì nó vẫn là màu đen chứ không có như 150 là sơn theo kiểu màu zin của dàn áo, sơn theo kiểu màu của dàn áo ha. Vẫn là màu đen để tạo sự hài hòa cho xe. Tiếp theo bên cạnh Nhung là chiếc Honda Vario cũng là mẫu 125, màu này là gọi là màu đen ha. Đen này đen bóng ha các bạn. Ở đây có phần tem Honda màu trắng này. Thêm một chút đường viền màu đỏ như vậy nữa làm nổi bật lên xe của mình này. Tương tự ở phía sau xe thì cũng có tem Vario màu trắng luôn ha các bạn. Và đặc biệt là mẫu của 2020 này, tem mới thì nó đã loại bỏ đi cái phần nút ID Stop của xe. Mẫu xe Vario 125 thì nó xài bằng chìa khóa như vậy. Nhưng mà bên Nhung vẫn lắp khóa chống trộm cho xe để đảm bảo an toàn cho xe của mình ha các bạn. Nút tắt mở cốp này, bật mở và mở khóa như vậy thì cái phần cốp xe. Cốp xe của xe yên sau khá là rộng như vậy. Các bạn có thể đựng một số đồ đạc cá nhân của mình. Rất là tiện lợi cho xe luôn, rất là tiện lợi cho mình luôn ha. Và hiện tại thì hai cái màu này bên Nhung đang bán với giá khá là tốt luôn. Giá là 39 triệu đồng. Và các bạn chỉ cần đưa trước cho bên Nhung là khoảng 6 đến 7 triệu đồng là được rồi ha. Thủ tục trả góp rất là đơn giản. Chỉ cần chứng minh bằng lái hoặc chứng minh hộ khẩu là được rồi. Và hiện tại thì nếu như mà bạn nào mà có sơn theo màu mà theo ý muốn của các bạn á, thì các bạn cứ inbox hoặc là nhắn tin cho Nhung để mình có những cái màu sơn phù hợp đối với cái tuổi hoặc là phong thủy của mình ha. Thì hiện tại bên Nhung có 4 ngân hàng, đó là ngân hàng HD, FE và ngân hàng MB. Mỗi bạn có thể chọn cho mình một ngân hàng phù hợp nhất ha. Và hiện tại của cửa hàng, địa chỉ của cửa hàng Nhung là nằm ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào mà không biết đường đi á thì mình có thể nhắn tin cho Nhung để Nhung chia sẻ vị trí trực tiếp cho, hoặc là tới ngay cổng khu du lịch Đại Nam, nhân viên bên Nhung sẽ hỗ trợ ra đón các bạn ha. Và số điện thoại cá nhân và số Zalo của Nhung là 0353 545 958 ha. Bạn nào mà có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho Nhung. Phần giới thiệu của Nhung tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ha.